Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Tiếp tục về một mẫu xe lướt CX5 nha. Bằng che nó màu áo màu xanh đẹp không cô chú anh chị, màu mới luôn. Bản đề lắc nha cô chú anh chị nha. 51H Sài Gòn 32178 đây. Đây cô chú anh chị là bản đề lắc nè. Nước sơn rin phủ 100%. Em này sản xuất năm 2020, xe mới. Bốn quả vỏ theo xe còn nguyên bản nè cô chú anh chị. Mâm nè. Anh chị mâm sơn đẹp không? Mâm rin nguyên bản của dòng Mazda nhá. Gầm bồng ở trong nè. Nị dạ. Bớt cho anh chịu lấy lọc thôi sang cổ. Cảm biến ghê trước sau luôn cô chú anh chị ạ. Đó là hàng đẹp. Nước sơn rin phủ toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Mẫu này thì hãng bảo hành đầy đủ được cho nên bà con cô bé yên tâm. Mấy cái mẫu xe lướt thì bao ra hẹn hết nếu cô chú anh chị cần thiết nha. Nè cô chú anh chị, logo mặt trước của Mazda nè. Mè toàn bộ chrome phía trước nè. Rất là sáng tài. Cảm biến trước, cảm biến sau phía đây là chúng ta sẽ có đèn led và nguyên bản nguyên rin nè. Kết hợp là led gầm nè, bi nè anh chị nè. Đó. Đăng kiểm tháng 1 năm 2023. Trải nghiệm vô phần nội thất nè. Đây cô chú anh chị, em là ghế da nguyên bản rin hết, ghế da na ba xịn sò. Mẫu này thì bà con có bác biết rồi. Đó. Mấy chế độ chạy rồi, chế độ sport tăng tốc rồi các kiểu. Số tự động luôn. Trang bị nút đề sao top nha. Cam hành trình tích hợp đầy đủ tính năng, trang bị cửa sổ sunroof. Mới lắm. Nè, từ cái phần chốt 7 màu còn đẹp như thế này. Chủ nhà lên lót sàn 5D hết toàn bộ rồi. Đó, dành cho những cô chú anh chị nào đam mê về dòng xe gầm cao SUV thì alo cho em. Mẫu này có 5 chỗ 2.0 thì mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị nó nằm về tầm 7 lít thôi, 7-8 lít thôi. Tại vì em nó số tự động mà. Động cơ 2.0 lít nha cô chú anh chị nha. Khay học tì tay. Và đây thì chúng ta có những cái cổ tẩu sạc nè, tẩu sạc USB. Ok chưa? Ghế sau mới tinh, nói chung là mới lắm. Xe này thì khỏi quay keo chỉ đi cô chú anh chị. Xe lướt mà. Đây trải nghiệm phần máy nè. Rất là nhiều tính năng nha. TCS là chế độ E-Shop Off nè, dừng đèn đỏ đầy đủ tính năng. Trang bị nút đề sao top nè. Lắc nhẹ cái và đây thắng điện tử. Nha cô chú anh chị, thắng điện tử có chỏ chuột đây. Đó, đầy đủ cái tính năng chưa? Mua về là chạy thôi. Nhạc nhóm nè. Một cái màn hình nguyên bản của dòng CX5. Và đây là một cái khay nghe đĩa nha. Cam Việt Map đầy đủ tính năng trợ lực nhẹ tưng. Rất là nhẹ. Đi được 41.378 km rồi. Đồng hồ nè, mới tinh. Từ phần vô lăng tích hợp, vô lăng nguyên bản rin hết. Đây cô chú anh chị trải nghiệm vô phần máy nè. Đèn nè, led nè anh chị thấy không? Đó, led nè, sáng trưng luôn. Có những cái phím bấm. Ví dụ như gương cụp mở nè. Anh chị nè, xoay xuống đây là gương cụp mở nè. Đó. Quay xuống đây là gương cụp mở nha. Có những cái phím bấm rất là ok. Phơi toàn bộ, nhôm xước hết toàn bộ. Từ mặt cửa gió nó phơi nhôm xước nè. Đây anh chị nè, đó những cái đường viền chi tiết phơi toàn bộ nhôm xước. Nhìn rất là sáng xe, rất là sáng tài. Hai chìa khóa rin theo xe nha cô chú anh chị nha, sạch sẽ. Bên đây sẽ có ghế chỉnh điện là mạc tem hai bên này. Đẹp như nhau, di lông dán chống trời còn rin luôn. Bà con thấy hai cụm đèn đẹp không? Led hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Đèn sáng trưng. Mẫu CX5 là thương hiệu của Nhật. Người ta thiết kế mặt cái lăng tổ ong nè cô chú anh chị nè, rất là đẹp nè cô chú anh chị. Có những cái hoa văn cực kỳ là sắc sảo. Gió tẹt vào. Làm mấy két nước cho anh chị từ phía bên ngoài nha. Và tích hợp ở trong có hỗ trợ quạt nữa. Cho nên là bà con có bác yên tâm rồi. Kính lái phía trước chủ nhà phủ Sidomix rồi. Chống chói. Đầy đủ chưa? Đây bà con, cục máy nè. Cục máy này thì mới tinh rồi chứ gì. 220 mạc tem rin nè. Đây cô chú anh chị nè. Nguyên dàn cản của em nó rin hết nè. Đi đâu là đèn rin mạc tem theo xe luôn. Hai bên trụ phấn son 7 màu đẹp như thế này. Máy này đi siêu bốc. Cân bằng điện tử ABS. Nói chung là rất là nhiều tính năng trên một chiếc xe.
Cho nên bà con của bác đi đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi. Với lại thương hiệu của Nhật nữa thì đi quá sướng rồi. Nha cô chú anh chị nha. Anh thấy đẹp không? Hai bên trụ đẹp như nhau nè. Đó. Tán đó, tán là trên tán của nó có bôi chưa có dấu bị khui mở luôn. Xe không không cứng không lỗi bất cứ một khoản gì nha cô chú anh chị nha. Đó là hàng đẹp đó. Cục máy êm ru. Đó anh chị, nước sơn đẹp không? Nước sơn khá là ok. Để cho anh kiểm tra vỏ sơn cua coi hệ chưa. Đó, form chuẩn lắm bà con. Cô bác nào ở Sài Gòn á, lấy cái mẫu C5 này về á, sang tên đổi chủ cực kỳ là rẻ tiền nha cô chú anh chị. Đây nè, đây là phần cốp nè. Chủ nhà ốp lót sàn 5D rồi sạch sẽ. Mẫu này thì cô chú anh chị cũng có thể gập ghế xuống nè. Anh chị nè, một nút kéo đây thôi, gập ghế xuống nha. Đây đây đây. Đó, gập ghế xuống hết toàn bộ rồi. Và phía sau chúng ta sẽ có cái băng chứa đồ rất là rộng, cực kỳ là rộng nha cô chú anh chị. Sạch sẽ chưa? Vỏ xe cua chưa hè nha cô chú anh chị nha. Thông báo với cô chú anh chị một tin như vậy. Vỏ xe cua chưa chạm đất nè. Mẫu này thì bản Deluxe thì sẽ không có nút bấm gập cốp đâu nha bà con nha. Đó, đam mê mẫu CX5 năm 2020 này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Đó là hàng cọp. Sơn rin phủ toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Phủ toàn bộ trên chiếc xe luôn. Mới tinh. Được chưa? Sạch sẽ lắm. Ghế nỉ non là mới ơi là mới cô chú anh chị à. Đó. Chất nụi. Đây bà con trải nghiệm phần gầm nè. Anh chị thấy gầm không? Là phấn son 7 màu nè. Dưới gầm nè. Còn đẹp như thế này. Đây là phần nỉ. Nỉ cách âm là chống bùn nè. Của em Mazda CX-5 nè. Đó gầm bệ bô mới tinh 220. Rồi. Em kết thúc clip tại nơi này thôi. Cô chú chị đam mê mẫu này alo cho em.